Xin chào chị Lê. Im này cảm chung và nhiều người cảm nhận. Nóng lắm. Hôm nay nóng. Hà Nội ở bên ngoài trời rất là nóng. Thưa quý vị khán giả, số liệu thực tế cũng cho thấy hôm nay nhiệt độ ở Hà Nội đã tăng hơn so với hôm qua khoảng 2 độ. Và dù không liên tục, nhưng đến 5 giờ chiều mới tắt nắng, cái nóng kéo dài nhiều giờ. Mức độ nắng và nóng ở Hà Nội sẽ còn tăng rõ rệt từ ngày mai, bởi vì từ ngày mai Hà Nội sẽ chính thức bước vào đợt nắng nóng đầu tiên trong mùa hè năm nay. Nhiệt độ cao nhất ngày đầu tuần là 35 độ, những ngày sau là 36 độ và đến 2 ngày cuối tuần ở mức nắng nóng gay gắt 37 độ. Đợt nóng đầu tiên lại còn kéo dài liên tục suốt cả tuần, ít nhiều sẽ làm chúng ta thấy mệt mỏi, nhất là với những người phải lao động ngoài trời. Chúng ta nên sắp xếp thời gian làm việc vào những lúc trời mát mẻ nhất trong ngày, như là vào sáng sớm hoặc là chiều muộn. Còn với thành phố Hồ Chí Minh, sau một ngày nắng nóng, lúc này trời đang dịu dần. Dự báo trong tối và đêm nay ít khả năng có mưa, nên đến gần sáng nhiệt độ mới giảm xuống mức là 26 độ ở huyện Nhà Bè, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn và thành phố Thủ Đức. Riêng khu vực trung tâm sẽ là 27 độ. Và vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Bây giờ xin mời quý vị tiếp tục với các tin tức khác của chương trình 24 giờ.